Hi, xin chào các bạn khỏe không? Tám khỏe. Cách đây một thời gian trước thì mình có làm một cái video vì cái người Việt mình kỳ thị ở Toronto, thì mình thấy cái comment nó rất chi trái chiều, bởi vì có mình nói trước là thứ nhất là mình là một người đàn bà rất bình thường, mình không biết gì về chính trị hết và mình cũng không làm gì về chính trị. Thế nhưng mà mình làm cái video mình chia sẻ về cái góc nhìn riêng của mình thôi. Thì bởi vì tự do ngôn luận thì nếu như ai mà fan của ông Trump đi chăng nữa thì các bạn cũng phải để cho, chứ đừng có bảo thủ là fan ông, mình ủng hộ một ông nào đó, ông nào đó là nói ra là toàn bộ là đúng, hay là cái người mà bên kia, cái đối lập kia thì là người ta toàn bộ sai, thì cái đó các bạn mới là cái người kỳ thị và các bạn mới là cái người không đúng. Thì mình nói trước, mình ở đây mình không có làm về chính trị, mình chỉ nói lên những cái góc nhìn riêng của mình thôi, thì mình chia sẻ góc nhìn riêng của mình thôi. Thì lần trước mình có làm một cái video đó thì nó mình thấy comment rất nhiều những cái trái chiều, nhưng thực sự với các bạn là mình cũng chẳng để tâm đến những cái comment đó đâu, bởi vì mình ít khi mình đọc lắm. Các bạn muốn nói ra thì nói cái chuyện, bởi vì mỗi người là một cái suy nghĩ khác nhau và mỗi người một cái, người ta có cái quyền người ta thích riêng khác nhau và mình cũng không nói đến. Thế nhưng mà mình có lạ một cái là cái người Việt nhà mình ở bên Mỹ, thì các bạn biết là từ xưa đến nay là một đất nước Mỹ là một cái đất nước cường quốc nhất thế giới, là một cái đất nước dân chủ nhất thế giới và một cái đất nước mạnh nhất thế giới, thì cái tiếng nói của đất nước Mỹ nói ra thì thông thường là sẽ ảnh hưởng tất cả đến cái nước khác. Ví dụ như là một cái bầu cử một tổng thống của đất nước Mỹ thì hầu như là trên toàn thế giới những cái giờ cây cấn mà cay nghiệt và cay cấn mà để bầu cử đấy là hầu như là cả toàn thế giới ai người ta cũng chăm chăm chú chú vào cái tivi để người ta xem là ông nào là cái ông tổng thống được đắc cử, được thắng. Thì bởi vì là cái từ xưa đến nay là một đất nước, là một cái đất nước Mỹ là một đất nước cường quốc nhất, nên nó ảnh hưởng, nó ai cũng để theo dõi. Thì đợt vừa rồi thì các bạn biết là ở bên Mỹ thì là mới mùng 6 tháng 1 vừa rồi thì là mới bầu cử xong, thì ông Joe Biden thì là thắng tổng thống luôn các bạn. Thì các bạn biết là 4 năm vừa rồi mà ông Trump mà ông làm tổng thống đấy, thì các bạn thấy là cái một cái đất nước Mỹ nó quá là láo loạn, nó là hỗn loạn đảo ngược rất chi là nhiều cái lên. Thì cái này các bạn có ủng hộ ông Trump tới đâu cho cơn nữa thì các bạn cũng phải nhìn nhận cái nhìn đó, đó là sự thật. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có một cái tổng thống nào lên mà để một cái đất nước mà nó hỗn loạn, nó láo loạn, mà nó lủng củng hiện tại như bây giờ. Thì hôm lâu mình có làm cái video về kỳ thị của bên Canada như vậy, thì rất nhiều người, mình biết là ở Canada như mình, nhiều người Việt người ta cũng điên cuồng, người ta cũng hâm mộ ông Trump này rất chi là cuồng tín luôn các bạn. Mình biết, bởi vì như thế này, mình chia sẻ với các bạn, rất nhiều người mà mình thấy là cái sự mà hâm mộ cuồng tín nó quá đà, nó thái hóa. Người Việt thì mình ở Toronto, Canada, mà những cái người này là mình cũng rất chi là quen, mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện của người Việt này. Còn đối với mình thì mình, thứ nhất là mình cũng không có ủng hộ ông Trump và mình cũng không có ủng hộ Joe Biden. Vì thực sự với các bạn là mình thấy hai ông này đều lớn tuổi hết rồi, thôi về hưu đi cho lớp trẻ lên. Và cái thứ hai là đất nước Mỹ thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới mình. Thế đâm ra mình cũng không về phe ông Trump và mình cũng không về phe ông Joe Biden, bởi vì là mình chỉ chia sẻ những cái gì, cái góc nhìn riêng của mình, và mình nhìn thấy thôi, thì mình chia sẻ với các bạn thôi. Thì mình chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện của người Việt mình đang sinh sống ở Toronto mà ủng hộ ông Trump như thế này. Cái hồi đầu ấy mà có cái dịch, cái con Covid này đấy, thì những cái người này ấy nói mình chứ người ta không tin là cái con Covid này, bởi vì là đảng Dân Chủ với lại đảng Cộng Hòa ở bên Mỹ là nó dìm nhau, nó lâng lên, cái đảng Dân Chủ nó lâng lên, nó tuyệt tố thêm để cho nhiều cái con Covid này, để cho nó dìm cái đảng Cộng Hòa. Lấp lấp thầy lò kia, bởi vì mình nói trước là mình không có làm chính trị nên mình không biết gì về chính trị, mình không nói về chính trị, mình không biết.
nhiều lắm, người ta không tin cái con Covid này thì nó cũng giống như là cái con cảm cúm thôi, có cái gì đâu mà ấy. Và khi mà đeo đeo khẩu Kada nhà mình lúc đấy là kêu gào mọi người đeo khẩu trang, thì người ta cũng không tin, người ta nói là kiểu kiểu như là cái khẩu trang này nó không có giải quyết gì, tại sao phải đeo khẩu trang, cái này coi như cảm cúm không, không không thế loại thế kia. Người ta nói nhiều lắm các bạn, người ta nói chuyện với mình nhiều dã man. Nhưng mà một cái câu chuyện, cái người đầu tiên là người chia sẻ với mình, người ta kêu là cái con Covid này đó là cái nhà, cái phòng nghiên cứu ở Trung Quốc đó, nó phát ra và nó đã tán ra để đó Trung Quốc lại đó làm hại trên thế giới, lấp lấp là lở thế loại kia, chứ không phải không ở đâu, chứ không phải là từ gia cầm thế loại thế kia. Thì thực sự bên nói thì mình nghe thì mình cũng chỉ biết nghe thôi, chứ còn thực sự hư thật thế nào thì để cho Liên Hợp Quốc, để cho mọi người, người ta giỏi thế giới là người ta nghiên nghiên cứu, người ta có câu trả lời. Chứ mình thì mình là người, cái người đạt bà tầm thường, mình biết cái gì đâu mà mình trả lời. Thì ô thôi, thì nghe thì cũng là nghe được, nghe thì cũng là nghe. Và người ta nói là nếu mà có cái con này thì nó cũng giống như cảm cúm bình thường thôi, có cái gì đâu mà đáng sợ, bán đáng sợ. Nhưng chính cái người đó chưa có vaccine mà suốt ngày phun cho mình nhăm nha, hỏi tuổi lào đã được đến đến ngày vaccine để đi chích ngừa chưa. Các bạn thấy trái chiều không? Ví dụ như ông Trump chẳng hạn, ông cũng kêu gào là không có tin, thế nhưng mà ông với vợ ông đấy, với gia đình ông đấy cũng đi chích ngừa ngầm đấy. Báo chí nói đần lên, mà cái này nó có sự thật nhé, không phải là mình nói bo đâu. Báo chí nói thật mà nó là có bằng chứng luôn, là người ta là ông Trump với vợ ông ấy là ông chích ngừa ngầm từ tháng 1 vừa rồi đấy các bạn. Đó. Thế thì cái người bạn mình cũng như thế, miệng thì nói là không tin là có cái con Covid này, miệng thì nói là không tin là có cái con Covid này để lấp lờ thế loại kia. Thế nhưng mà suốt ngày phô cho mình hỏi là xem là Canada thì mình đến cái tuổi nào để được đi chích ngừa rồi. Ủa giờ không tin thì mắc mới thì mình đi chích ngừa làm gì? Thì chích ngừa làm gì, cứ phải tại sao phải chích ngừa? Đúng không? Là mình thấy là một cái nó rất là buồn cười với những cái người mà không tin có cái con Covid này, là điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai là có một cái người như thế này mình cũng thấy rất là buồn cười. Đeo cái khẩu trang thì cái người này là người ta có tiệm nhá, người ta có tiệm thì đeo cái khẩu khẩu trang. Thế thì cứ vô tình thì hôm đấy mình nói chuyện thì mình nói là giá như mình nói chuyện với người ta, mà mình nói là nếu như mà giá như mà ở bên này mà nó nghiêm khắc giống như ở Việt Nam thì mình kêu gào mọi người bắt đầu từ từ lúc bắt đầu mà đeo khẩu trang tới giờ thì cái nó cũng đỡ bị lan truyền, nó cũng đỡ 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 đi. Chứ Việt Nam nhà mình như thế mà là hay. Cái người này người ta nói cái khẩu trang nó giải quyết được cái gì, ở bên này tự do, ai thích đeo thì đeo, ai không thích đeo thì không thích đeo thì thôi, đâu có cái gì đâu. Tao đi vào tiệm tao chẳng đeo khẩu trang, chẳng ai làm gì được tao cả. Xin lỗi, bởi vì cái người này nhiều khi mình cũng không thèm chấp, người ta không hiểu biết. Cái câu nói này là cái câu nói ở áp dụng với một cái đất nước ở bên Mỹ thì ok, bởi vì là bên Mỹ thì có những cái luật của chính phủ, người ta không có, người ta chỉ có khuyến cáo, hoặc là người ta chỉ có khuyến cáo là kêu gào người ta đeo khẩu trang thôi, chứ người ta không bắt buộc. Nhưng ở bên Canada nhà mình ấy thì các bạn đi vào các tiệm nó bắt buộc các bạn phải có khẩu trang thì cái tiệm đó người ta mới cho các bạn vào, chứ không thì người ta tống cổ các bạn ra khỏi khỏi tiệm ngay. Mà người ta nói tao thích, tao chẳng đeo khẩu trang gì cả, tao thích đi vào tiệm thì tao cứ đi, chứ chẳng ai hỏi tao mà tao cứ đi bình thường. Nhưng ngược lại các bạn biết không, người ta có tiệm nhé, khách hàng của người ta vào đấy thì bắt buộc ai cũng phải đeo khẩu trang. Cái người này lại bắt khách hàng, bất kỳ một khách hàng nào cũng phải đeo khẩu trang vào, thì người ta, cái người này mới cho vào tiệm người ta. Mà trong khi đó có những người khách mà không có khẩu trang để đeo vào tiệm người ta, thì người ta lại bắt cái người khách đó phải mua cái khẩu trang 1 đồng một chiếc khẩu trang thì người ta cho vào tiệm. Các bạn thấy ngược đời không? Mình thấy một cách rất chi là bị cái người Việt nhà mình ở bên này, mình đây mình cũng là buôn dê lê và mình nói chuyện với các bạn, mình thấy có cái câu chuyện nó cứ bị nó không có kiểu như là nó, mình cũng không biết là nói làm sao, nhưng mà mình thấy kỳ. Người ta nói chuyện với mình,
người Việt ở mình ở đây người ta nói chuyện mình, người ta đi 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 tiệm đi siêu thị là người ta cũng khỏi chẳng cần đeo khẩu trang, mà người ta cũng chẳng thích đeo khẩu trang, mà cũng chẳng ai người ta bắt người ta đeo khẩu trang, người ta cứ đi bình thường đâu có sao đâu. Cái khẩu trang này nó giải quyết được cái gì? Nó cũng chẳng giải quyết được cái gì, cũng chẳng ngăn ngừa được cái con COVID này, cái cảm cúm này, cái này nó cũng chỉ là cảm cúm chứ nó là cái gì đâu. Nhưng mà ngược lại, người ta có tiệm, bất kỳ một người khách nào vào tiệm lại người ta thì người ta lại bắt cái người khách đó phải đeo khẩu trang và phải đai khẩu trang. Nếu như người khách mà không có đeo khẩu trang, người ta lại còn dã man, là người ta phải bán cho người khách lại một đồng một cái khẩu trang thì mới cho bước chân vào tiệm người ta. Thì các bạn thấy cái câu chuyện mình của người Việt mình ở bên này, mình thấy nó không biết nói làm sao, mà mình nhiều khi mình cứ hay nói chuyện với những cái người đấy. Nói thật với các bạn là nhiều khi nói chuyện với người đấy mình cũng rất chỉ được bực mình. Mình nói lại thì người ta cái miệng người ta bự lắm, người ta lấp liếm liếm, người ta nói kiểu như là cả vú lấp miệng em ấy, mình không thể nói lại được. Mà nhiều khi mà mình không nói lại được ấy thì mình thấy người mình rất là bực, mình thấy người ta bực mình thấy mình bực bội. Mẹ nói chuyện giống như là kiểu độc tài ấy, chỉ biết nói ra là mình nói là đúng chứ không cho người khác phản bác lại là người ta có đúng hay không. Ví dụ như các bạn thấy ông Trump không? Ông đấy nói ra là ông chỉ nói để cho người ta tuân lệnh, tuân theo, làm theo thôi. Chứ bất kỳ một ai nói ông đấy không nghe. Và nếu như mà ông đấy nói ra mà không làm theo được là ông thù dai lắm nhé các bạn. Các bạn cứ xem news, các bạn để ý mà xem, bất kỳ một ai mà làm phật lòng của ông, mà để mà phật lòng của ông đấy mà không làm theo ý của ông ấy, rồi ông sẽ trả thù trả đũa, ông sẽ nhớ 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 ông mang về. Bây giờ đến về 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 hưu rồi mà ông cũng còn 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 nhớ, còn thù những cái người mà không không làm theo ý ý định của ông ấy. Thì các bạn biết, thì những cái mình biết là mình chia sẻ cái video này, cái câu chuyện này, mình biết là rất nhiều người fan cứng của trong sẽ ném đá mình rất chi là nhiều. Chứ mình nói trước là mình không phải là cái người làm chính trị và mình cũng không biết chính trị là cái gì, bởi vì thứ nhất là mình sang đây mình cũng tuổi cũng rất chi là nhỏ, không phải là lớn tuổi. Khi mình bước chân sang tư bản thì tuổi lúc đó mình cũng chỉ có mười mấy tuổi thôi, mình cũng không biết chính trị là cái gì hết, mà mình cũng không làm chính trị. Nhưng mà đây mình nói lên những cái góc suy nghĩ mà mình nhìn thấy những cái gì mà suy nghĩ riêng của mình, thì là mình làm video này mình chia sẻ với các bạn. Và mình cũng chia sẻ những cái câu chuyện vừa rồi của những cái người Việt ở bên này, nó hâm mộ ông Trump, nó cuồng tín ông Trump đến nỗi mà mù cái, có nói chung là người ta biết là người nó mờ đi bất kỳ một cái gì của ông ấy nói ra, nó cũng như là một cái vị kiểu như là thánh thánh gì đó, coi như là ban ra là toàn bộ đúng hết. Còn mình thì thực sự với các bạn là mình thì cũng không phải là khen fan của ông Trump, và mình thì cũng không phải phải fan là của ông Joe Biden, mình không phải fan của ai hết, mà mình cứ nhìn thấy mình nhìn thấy thì những cái góc nhìn gì mình nhìn thấy thì mình chia sẻ với các bạn thôi. Chứ còn ông Joe Biden thì mình cũng không thích, bởi vì là ông đấy bây giờ mình các bạn biết là ở bên Mexico là nó những cái nước mà nghèo đấy, người ta mang con người ta đấy, người ta vất ở cái biên giới đấy, nó quá nhiều đi, bởi vì là nó quá nhiều để cho hy vọng là con mình sẽ được nhập vào trong định cư ở trong Mỹ. Thì cái tị nạn nó tràn vào một những cái đứa mà nó không có cha có mẹ thì cũng rất chỉ là nhiều. Thì mai sau mình vẫn hay nói vui với ông chồng mình, mà nếu như mà cái ông Joe Biden mà ông làm như thế này ấy, thì khoảng 20 hoặc 35 nữa thì các cái nước kia cũng nó sẽ có một cái chương trình giống như Việt Nam nhà mình. Là hồi xưa mình hay xem cái chương trình của Việt Nam mình phát sóng ở TV3 gì đó, mình nhớ là như chưa hề có cuộc chia ly, thì những cái đứa trẻ này nó mồ côi không cha không mẹ, bơ vơ trên đất khách, thì mai sau nó lại tìm lại cội nguồn, tìm lại cội nguồn về bản thân và nó tìm lại cha mẹ, thì lúc đó nó cũng không khác gì như Việt Nam mình hồi xưa, lại lại cũng lại có cái chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Em mình vẫn nói là nói chung là cả hai ông này thì mình nói thật với các bạn là mình có cái thì mình đồng
ông Trump cũng có cái hay của cũng có cái cách nhiều cái cách đi của ông đấy cũng rất chi là hay. Ông Joe Biden nhiều cái cách đi của ông đấy cũng rất chi là hay. Thế nhưng mà nói về ủng hộ thì hai ông này thì đều là mình không ủng hộ, mình không thích cả hai ông, bởi vì là cái mình không phải là không thích mà mình cảm thấy là hai ông này đều lớn tuổi quá, đều già rồi, không còn được bao nhiêu năm nữa đi vào làm chính trị làm cái gì, thôi đi về nhà để vui mới con cái được năm nào thì có phải tốt là được không? Nên nói chung là nếu mà ai hỏi mình là fan của Trump hay là fan của Joe Biden thì mình nhắc lại là mình không fan của ai hết, bởi vì là mình không không fan của ai hết, bởi vì hai người này thì mình không phải là fan của ai hết, mà mình chỉ có làm video mình chia sẻ với các bạn là cái góc nhìn riêng của mình thôi. Và những cái câu chuyện của những cái người Việt ở bên Canada nhà mình đang sinh sống cuồng tín, là mình biết là hai cái người vừa rồi mình kể trên là đều là fan cứng 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 cựa của ông Trump luôn nha, fan cứng của ông Trump luôn đấy. Nên là ông hở ra một hơi thôi là cái gì cũng là đúng, cái gì cũng là đúng. Nhưng mà nói là đúng, nhưng mà là người ta khi mà người ta hành người ta đi 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 dùng cái từ là khi mà người ta đi thực hiện ấy thì người ta lại trái ngược đấy. Người ta ví dụ như là mình vừa hai cái câu chuyện mình kể trên của hai người Việt mình ở xứ sống Canada ấy, kêu là cái đeo khẩu không có phải là cái con Covid này, nếu dư cảm cúm tôi không cần đeo khẩu trang này lọ, nhưng ngược lại đấy, vào nhà người ta thì người ta lại bắt đeo khẩu trang, nhưng mà khi mà người ta đi ra ngoài thì người ta lại nói là không có tin, không có cần đeo đấy. Hay ví dụ như một người mình kể trên ấy là cái con cảm cúm này, cái vaccine này nó cũng chẳng giải quyết thì nó có cảm cúm đâu, thế nhưng mà ngược lại thì không tin thì đừng có đi tiêm nữa, đừng có đi chích nữa, mà đừng có đi ra ngoài nữa, cứ ở nhà thôi. Thế nhưng mà ngược lại đấy, ngày nào cũng ngóng 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 xem là cái vaccine đã tới tuổi mình chích chưa để mình còn đi chích cái chích ngừa đó. Các bạn thấy không? Nói là một chuyện nhưng mà khi mà hành hành động thì lại một chuyện khác. Đấy. Thế nên bây giờ mình thấy nó cứ mình cứ thấy nó cứ làm sao ấy. Hôm nay mình mới làm cái video mình chia sẻ với các bạn về, bởi vì là lần trước mình có làm cái video mình chia sẻ về cái người Việt mình ở kỳ thị, thì thực sự các bạn là cái kỳ thị này bây giờ hiện tại bây giờ nó đang lan tràn sang bên Canada nhà mình rất chi là nhiều. Nên những cái người đang sinh sống ở Canada nhà mình là người châu Á, hãy đi ra ngoài nhất là các cô các chú lớn tuổi, hãy cẩn thận, đừng có đi vào buổi tối hay là đừng có đi vào những cái chỗ nó vắng người. Thực sự với các bạn ở bên luật Canada nhà mình thì rất chỉ là nghiêm khắc, nếu như mà ai mà nhìn thấy mà những cái tính kỳ thị như vậy thì các bạn đừng có ngại, cứ mạnh dạn, bất kỳ là mình là ở như thế nào các bạn cứ mạnh dạn, cứ bấm vào 911, cảnh sát tới, cảnh sát sẽ giải quyết, bởi vì mình biết là luật Canada nhà mình cái kỳ thị này là cái người ta là người ta ưu tiên hàng đầu và người ta rất ghét về những cái người kỳ thị như thế này. Cảnh sát đến, cảnh sát sẽ giải quyết rất chi là nhanh. Cảm ơn các bạn đã xem video của Tám, và nếu như các bạn thấy thích kênh của đội Tám thì các bạn hãy bấm like và share cho mình. Cảm ơn rất chi là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào video